Lọc trẻ. Ba cái lọc nó đựng trong một cái gói này. Thì tôi sẽ dùng cái đầu lọc cắm vào đây hút này. Đấy. Phần tính mã vạch 693. Mùi hương liệu của nó thơm thơm ngọt ngọt. Trông như là bút chì màu nhưng mà rất là đến là 49 đấy. Mặt dưới 25 mặt trên 24. Nhiều phết kìa. 5.000 thôi. Cái này thì tôi bán thị trường nhập khoảng 45.000 cây, bán khoảng 150. Mỗi loại thì nó có một vị khác nhau nhưng mà như kiểu nó chỉ thay đổi về mẫu mã thôi. Trên bán các quán bar về ấy, có người gọi đến là bọn em mang bình thường cũng hút như thuốc lá rồi. Không, nhưng mà nó tiện hơn, không phải châm đốt gì. Nó có đỏ đầu không? Không, cái này luôn. Cái này có phải là khí cười không? Dạ. Cái này là H2O khí cười đúng không? Bơm vào đây đúng không? Đúng. Một cái như thế này bơm được đây này, cái loại này là bao nhiêu cân? Dạ, đây này ạ. Cái này là 2-3 cân à? 1 quả bóng là 1 bình. Mình bán là bán theo cân hay bán theo chiếc hay bán theo số lượng thế nào? Dạ, cái này là theo quả. Bán theo quả? Dạ vâng. Mình bơm lên cho người ta? Dạ vâng. 3 tiền quả? Dạ, cái này bán từ 50 đến 100 nghìn một quả. Tại thời điểm kiểm tra thì cơ quan đoàn kiểm tra là phát hiện ra cơ sở kinh doanh rất nhiều các loại thuốc lá điện tử các loại và đặc biệt là có cái bóng cười và khí cười N2O là cái loại sản phẩm mà hướng đến cái đối tượng là giới trẻ và cũng được cảnh báo là nó rất độc hại. Các đối tượng kinh doanh tại cơ sở kinh doanh này sử dụng là hoàn toàn là qua mạng xã hội và môi trường internet, đặc biệt là cái mạng Zalo của đối tượng kinh doanh. Và khi mà đưa cái số lượng hàng hóa này ra qua cái môi trường mạng xã hội đấy thì tác động rất mạnh đến cái giới trẻ, đặc biệt là trong chuẩn bị đến cái dịp Noel và Tết sắp tới. Trên là 1-2. Chủ của đường Bắc Long Biên.